Đã lúc nào các anh chị hỏi tại sao dòng sản phẩm Mazda hiện nay lại sử dụng động cơ Skyactiv. Hôm nay Daily Auto 24 giờ chúng em sẽ cùng các anh chị tham khảo chiếc xe Mazda 2AT, một dòng sản phẩm có sử dụng động cơ Skyactiv. Động cơ Skyactiv G1.5 lít được sử dụng trên xe Mazda 2, cùng với hệ thống kim phun trực tiếp giúp tối ưu công suất, tiết kiệm nhiên liệu cho quý anh chị. Cụ thể với hộp số Skyactiv, anh chị sẽ tiết kiệm nhiên liệu được từ 4% đến 7% so với hộp số thông thường. Không những vậy, hộp số Skyactiv giúp khởi động, tăng tốc mượt mà hơn, chuyển số êm dịu hơn so với các hộp số đang có trên thị trường. Daily Auto 24 giờ xin chúc mừng các anh chị đã, đang và sẽ sở hữu dòng sản phẩm Mazda nói chung và Mazda 2 nói riêng. Với chiếc xe Mazda 2 sedan AT nhập khẩu nguyên chiếc lựa chọn của nhiều khách hàng yêu thích thiết kế Kodo đến từ Nhật Bản sẽ có những trang bị cơ bản gì? Chúng ta có đèn pha LED, tự động cân bằng góc chiếu, gương chiếu hậu gập điện, nút khởi động một chạm, hệ thống Mazda Connect, 4 loa, 2 túi khí. Quý anh chị có 4 màu sắc để lựa chọn, màu trắng, xanh, nâu, đỏ. Tiến độ giao xe của chiếc xe này vào khoảng 1 đến 2 tháng để được nhận xe. Đôi khi cũng có xe sẵn giao ngay anh chị nhé. Xin mời anh chị cùng ngắm nhìn chiếc xe Mazda 2 sedan AT màu trắng này nhé. Những câu ca em dịu nhẹ nhàng bay qua giấc mơ của em. Chỉ một giây thôi người ơi, lần tìm em sẽ sao. Nắng buông qua khung cửa chạm vào, đôi mi vẫn như còn thương. Lạc vào đôi mắt của ai mà cho con tim nhớ mong. Khi cơn mưa nhẹ rơi vội vàng đôi tay anh lướt qua, chạm vào ánh mắt bờ môi nhẹ run chẳng cất nên lời. Anh mang mây nhẹ trôi chìm vào bầu trời muôn ánh sao, để lại nơi đây mình em ngẩn ngơ đêm dài nhớ mong.